Hello, mình xin chào các bạn nha. Thì chim chà thang mình không biết nó đẻ hết chưa, thì nó tha rác, nói chung là hai bữa nay cũng hai ba bữa rồi bạn. Thì trong cái thời gian này á, trong cái thời gian mà lúc mà nó sinh sản nó tha rác là mình cũng ít cái loại gần đó, mình quay từ xa không à. Đó, mỗi khi mà mình sáng mình cho nó ăn mồi tươi, chẳng hạn như sâu nè, mình canh nó hết sâu là mình đổ sâu cho nó dư vô ha. Rồi ha, rồi dế cũng vậy, là mình đi khơm người các bạn, mình đi khơm từ từ xéo lại cái ấy xanh đó, đó cái ấy hộp xanh xanh của mình đó, mình đổ dế vô đó rồi sâu nó nằm trên, rồi cứ mình khơm khơm, mình vừa đi mình hút gió ha, là mình đi khơm 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 mình né né là nó không có bay tung bạn ha. Đó, rồi đổ xong rồi mình cũng đi né né, mình khơm người mình đi từ từ ra, mình ngồi ngồi đi từ từ ra ha. Đó, thì trong cái thời gian nó sinh sản á, mấy bạn mà muốn nó đẻ được nhiều trứng ha, thì trong cái lúc mà nó tha rác rồi, mấy bạn nên mình cho ăn sâu. Sâu thì nó có ba ống loại ha, có loại sâu 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 quy, loại sâu nhỏ xíu xíu các bạn, rồi sâu sâu sữa, sâu canxi, sâu này nè bạn đó, rồi sâu rồng. Sâu rồng nó bự hơn thì mình thấy sâu rồng nó cũng con to quá, nó cũng ít ăn bạn, ăn sâu này với cái sâu loại sâu sâu quy, sâu nhỏ đó à. Mà mình không có cho ăn sau đó, tại vì sau đó nó khó bảo quản hơn cái loại này. Nó thì mình cái sau đó thì mình đợi canh khoảng chứ nó ấp á, nó gần 10 ngày cái bắt đầu mình mới mua, để nhiều khi nó nở các bạn, con nó còn nhỏ, sau này thì nó hơi hơi lớn, con hơi lớn ha, sau kia thì con nó nhỏ thì mình mới bỏ vô đó. Chẳng hạn như sau kia là con nó tí tẹo vậy nè, rồi nó nhỏ nhỏ vậy, nó nhỏ hơn nữa bạn, nhỏ hơn con sâu này nữa đó, rồi mình mới bỏ vô cho nó đút con nó mới nở, tại vì con mới nở nó cứ tẹo xíu, nó đút con này thì nó hơi ấy ha. Với dế thì mình chỉ nói chung trong cái thời gian này thì mình nó đang tha rác, là bắt đầu mình trước đó là mình cho nó ăn dế nè, sâu này ha, rồi thêm cào cào đó. Mấy bạn muốn nó sinh sản được nhiều trứng thì bạn phải cho nó ăn đa dạng các bạn, chứ để nhiều khi nó đẻ dần, thường thường chim chà thang thì nó đẻ tới 4 5 trứng, mà 4 5 trứng thì chẳng hạn như ngoài thiên nhiên thì 4 đến 5 trứng, còn mình nuôi về khoảng 3 3 đến 4 là ok rồi ha. Rồi cứ mình mấy bạn cứ cho nó ăn nhiều vô, ăn nhiều mồi tiêu vô, nói chung một khi con chim nó mập nó đẻ rồi á, nó mập rồi nó sinh đang trong thời kỳ sinh sản thì mấy bạn cứ cho về là nó ăn không có giống như mà mới mới thì nó chưa mập, thì con chim nó phải nó buộc lòng nó ăn nhiều ha, trong cái thời gian nó mập rồi nó ăn hết sạch đó. Thì nói chung cho cái loại sâu này thì nó ăn nó lâu mập hơn ha, mình kèm với dế, mấy bạn nên kèm với dế ha, mình kèm với dế là nó ăn lẹ lắm, tại dế nó chất béo nhiều ha, nó ăn chim nó ăn lẹ mập lắm. Rồi mình nếu bạn mình cố gắng ha, duy trì thức ăn dư ha, cho chim nó đẻ sai ha, để nhiều khi mấy bạn mình cho nó ăn hụt á, rồi nó đẻ 1 trứng 2 trứng thì cái nó ấp à. Mình muốn cho nó đẻ nhiều là phải buộc lòng phải cho nó ăn mồi tươi nhiều vô ha. Rồi thứ hai là mấy bạn mình đi ra mình chăm nó, là mấy bạn mình á chăm sâu rồi vô, mấy của mình thì ngay chỗ đó đó, mình bỏ dế vô trong cái thùng xanh xanh đó, rồi mình đi khơm khơm người ha, chứ mình đi khơm mình né, rồi mình hút gió nó, rồi mình đi né né né, rồi mình bỏ vô xong rồi mình cũng đi khơm người mình né 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 mình đi ra ha, chứ không phải mình đi song song thẳng vô, nhiều khi có con nó nhát mà nó trong ổ nó xông ra thì bể trứng là nó bỏ ha. Cho nên trong cái thời gian mà nó sinh sản với nó chuẩn bị đẻ là mấy bạn mình cứ từ từ chậm rãi thôi ha, chứ đừng có đi song 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 vô, nhiều khi nó có con nó nhát nó trong tổ á, nó tung ra cái là nó bể trứng là nó bỏ luôn á, nó không đẻ ha. Rồi mình rào chắn xung quanh đi đó. Còn mấy bạn nào mà mình mới bắt đầu thúc á, giờ thời gian này bắt đầu nó đẻ nè, mà chim bắt đầu sinh sản nè, tháng này tháng nắng nè đó, thì tùy theo vùng ha, vùng nào thì nó nắng sớm thì nó đẻ sớm, còn vùng nào mà trễ thì nó đẻ trễ ha đó. Thì mấy bạn mình cố gắng nói chung kiên trì, chứ để nhiều khi
Có con thì nó mình thúc chừng 5-10 bữa, như con cặp của mình đây nè, 5-10 bữa thì nó đẻ. Nguyên nhân là trong cái thời gian mình mấy tháng trước mình nuôi dưỡng, mình cũng cách ngày mình cho nó ăn sâu lần vậy đó, rồi mình trộn với cám cá rồi cho nó ăn, chẳng hạn như mình duy trì cho nó sự dinh dưỡng cân đối ăn, nó ăn nó mập nó giữ hoài đó, là mình tới giờ mình thúc vô là chim nó mập đẻ lắm. Rồi là trong khoảng 9-10 ngày là bắt đầu nó thai ra nó đẻ ha. Còn mấy bạn mình chỉ cho nó ăn cám thôi, mình tới chừng mình thúc á thì mình thúc hơi lâu một chút, nhiều khi có con nó cả tháng tháng mấy luôn các bạn ha, thì mình kiên trì đó. Nó nhiều khi có con nó chim nó nhiều khi mình ghép nó trúng con mình không rành về chim thì mình cứ ra tiệm mình mua, nhiều khi gặp con mấy nó hơi già thì nó hơi lâu ha. Thì mấy bạn cô nên cố gắng á, mình cứ kiên trì mình cho ăn rồi mình cứ cung cấp mồi tươi nè, dế nè, đó chỉ hai loại đó cũng được nè. Rồi dế thì nó giúp cho chim nó lẹ mập đó bạn ha. Rồi mình để nước tắm nè, đó. Chuồng thì mình rào chắn che kín cái chỗ cái tổ nó lại ha. Rồi mình đi ra mình đi cũng né né, rồi mình không gió mình đi cũng từ từ mình khom khom người mình né mình đi ra đó. Nói chung là mình tạo sự yên tĩnh cho nó là nó sẽ đẻ thôi, có kết quả ha, chứ cái này thì mình không có nóng vội được. Cái gì cũng phải có sự kiên nhẫn các bạn. Thì nói chung là video của mình quay mình chia sẻ cho các bạn ha, nó đúc kết từ những cái mình nuôi chim thôi. Mình gặp con chim nó của mình thì nó siêng thì mình quay chia sẻ vậy, chứ còn nhiều khi nói chung là mình quay là có lấy đúc kết từ những cái cặp chim của mình nuôi mình chia sẻ vậy ha. Rồi mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào các video tiếp theo ha.